Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như bớt chút thời gian và Ngọc xem những cái video của mình đã đăng lên. Lời đầu cho mình gửi lời xin lỗi tới toàn thể mọi người, những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận trong cái phần YouTube ấy, được bình luận với nội dung là hỏi ấy, mà mình chưa trả lời luôn và ngay và luôn được. Rất mong quý vị và các bạn hết sức bình tĩnh và thông cảm cho mình. Mình sẽ phúc đáp tất cả mọi người vào những cái thời gian phù hợp của mình. Xin cảm ơn. Này chưa có đá. Đấy, có cà phê không, chưa có đá thì cũng uống tạm. Nào. Nay ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương. Thì mình giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly ở cái tầm gọi là ngon bổ rẻ. Mà lại hàng chính hãng, hàng có thương hiệu. Đó là thương hiệu Arirang, đến từ đất nước Hàn Quốc, xứ sở kim chi, với những cô nàng Hàn Quốc. Mình không có cơ hội để tậu những cô nàng Hàn Quốc về dùng, thì thôi mình kiếp này mình cứ tạm thời mình tậu cái con âm ly Hàn Quốc về dùng. Thế cũng là mãn nguyện rồi. Các bạn quý vị, model là BA203, ba là mã EV, đời có quắc đấy. L giờ riêng đấy, hai cái đèn quắc này, đây đèn quắc còn có chữ Arirang này, tức là gì, là còn nguyên bản nhá, còn nguyên bản đấy. Lép này, rai này, trái phải đấy, đấy. Tổng thể mặt tiền nói chung là còn có thể nặn được mụn trứng cá. Những cái bác trung niên nào mà gọi là dậy thì muộn ấy, là mua con này về cũng có thể xoay để nặn trứng cá được. Đấy, đây, tem chính hãng của nhà sản xuất đây. Đấy, Arirang này, này. Đấy, nó còn có cả điện thoại hỗ trợ nhá. Đấy. Hôm nay mừng ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương. Thì em sẽ giảm giá con này. Lấy vào đúng vào cái giá em nhập vào, để coi như thế là cảm ơn các bác đã đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh của em nhá. Đấy, còn nguyên vân zin nhá, bao luôn. Nếu như phát hiện được một chỗ nào không nguyên zin của cái Arirang này, SKM này nhá, thì được trả lại tiền lần thứ nhất và biếu thêm 2 lần tiền nữa là 3 lần tiền tất cả nhá. Đấy, nếu như không nguyên zin, lai tạp hoặc có dấu hiệu sửa chữa. Đấy. Đây. Tất cả là coi như thế là còn gọi là đẹp tuyệt trần đấy. Cũng như những chiếc âm ly cũ khác thì có một số chiếc đạo, có một số cái con chiếc đạo con biến trở ấy là em thay. Đấy, nói luôn và công tắc nhá. Còn ngoài ra nếu như mà có cái dấu hiệu về sửa phên mạch thì coi như thế là quý vị được trả lại tiền và biếu thêm 2 lần tiền nữa, thế là tổng cộng là 3 lần tiền. Bây giờ em đi vào test nhạc để cho quý vị và các bạn xem. Nói chung là hàng chính hãng, hàng chính hãng mà giống như kiểu cái xe máy của quý vị hoặc xe cơ giới ấy. Mình mua xe Honda, Honda thì gọi nó đi vào huyền thoại rồi, hay là Yamaha, Suzuki, đấy là những cái thương hiệu mà nó có từ lâu đời rồi, thì không cần gì phải suy nghĩ cả, đúng không nào? Đấy, còn những cái thương hiệu mới đây thì mới phải lăn tăn, nhưng thương hiệu cũ thì mà qua thời gian là biết rồi, đúng không nào? Đấy, như Arirang này cũng vậy. Đấy, con này ở cái mức độ gọi là ngon bổ rẻ bình dân nhá, mà không chơi con này thì nó thật là em cũng gọi là qua vọc vạch chú ít về cái âm ly này, thì em nói chân tình là không chơi con âm ly này thì chẳng biết chơi con âm ly nào. Vì sao? Vì chất lượng mạch của nó nhá,
Vì nó hàng công ty nó thiết kế khác với lại cái hàng của mấy cái thằng vớ vẩn. Em nói cho nhanh, đây là mấy cái thằng vớ vẩn nó dựng cái âm ly lên nó bán cho người ta. Cái kiểu lừa bịp. Thế mà lại có rất nhiều, thậm chí là lại còn đông nhá, cổ suý cho hành động của chúng. Thậm chí nhá, rút ví ra mang về đưa kệ bẩy. Nó lại lẹ đời thế các bác ạ. Khi cắm vào hát thì lại ôi cái âm ly của tôi nó rít lắm. Đấy, cái này nhá, cái này nếu rít em cũng lại rẻ lại tiền. Thế cho nhanh. Còn tất nhiên là các bác cố tình chỉnh rít nhá thì nó phải rít thôi, chứ còn chỉnh như em chỉnh, em hướng dẫn không bao giờ rít được. Nhớ đi vào test nhạc. Những bác nào mà có âm ly gọi là cũ lâu đời rồi, kém chất lượng rồi, mình có thể cất đi nhá, cất vào trong buồng để làm kỷ niệm nhá. Còn ở nhà ngoài ở trên kệ này, nên để một cái chiếc âm ly như này vào. À, giá thành nó chẳng đáng bao nhiêu cả, thế nhưng nó là hàng có thương hiệu. À, Chế Linh. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dần dần quanh năm với bưng hiền, chỉ
Test xong về phần nhạc nhá. Và bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em theo số máy 0368888479. Thì em sẽ test thêm phần karaoke nữa. Thế nhưng mà em dám khẳng định với các bác ấy là cái con âm ly này là nó là hàng chính hãng, là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là con này em va chạm nhiều rồi, em biết con này nó lành tính lắm. Đây là cái trường hợp may mà lỗi bệnh tật ấy là nó ít khi hy hữu nó mới xảy ra. Thế là em giới thiệu với các bác là ở cái tầm gọi là bình dân thì con này mà không đúng không lựa chọn thì chẳng biết lựa chọn con nào mà chơi nữa đâu. Thế hôm nay gọi là nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương thì em để cho các bác gọi là khuyến mãi các bác đấy là cái công vệ sinh nhá, công vệ sinh chỉnh sửa các thứ xem có cái chỗ gì đại loại là kiểm tra lại. Những cái chỗ đấy là em sẽ tặng các bác, em chỉ lấy tiền vốn em nhập vào, thậm chí tức là cái công em đi nhập em cũng không lấy, vì nay nó là cái ngày đặc biệt, thế nên là em để cho các bác với cái giá là bao nhiêu nhỉ, là 600.000 nhá, 600.000 không bao gồm phí ship, không bao gồm thùng tiền thùng xốp nhá. 600.000 là giá em bán tại cửa hàng nhà em, tại nhà em. Thế còn các bác ở xe thì vui lòng trả thêm cho em tiền thùng xốp và gì và tiền phí ship nha. Thôi thế xin cảm ơn các bác đã theo dõi cũng như xem video của em nhé. Các bác hãy chia sẻ kênh cho em nhé. Kênh của em có lớn mạnh hay không là nhờ vào sự chia sẻ của các bác. Người dân có được tiếp cận đến với những cái sản phẩm tốt hay không, các bác phải tự hỏi mình như vậy. Người dân có được tiếp cận với những cái sản phẩm tốt mà lại rẻ không nhá, giá thành thấp, đấy là do cái sự chia sẻ của các bác nhá. Các bác nên chia sẻ đó là một hành động đẹp nhá. Đó là một cái tinh thần gọi tương thân tương ái nhá. Mình biết rồi thì người khác chưa biết thì mình giới thiệu để cho người ta biết nhá. Mình mua rồi thì để cho người khác mua, có bảo không các bác? Chứ không theo kiểu gọi là gì, miếng ngọt đánh cả cụm nhé. Chia sẻ cho bạn bè chứ, đúng không nào? Thôi thế xin phép dừng clip vào đây nhé, để em đi vào em hoàn thiện cái con khác để phục vụ các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Chào thân ái. Merci.